Chào mấy anh em, bữa nay bãi có về một con Yanmar Ke 50, hai cầu, máy còn trên 80%. Xe này xe đời mới của Yanmar nha anh em. Đây xe bãi, vỏ viết mâm viết được còn ok hết. Bên cơ nha, có cả chỉnh đuôi nghiêng thẳng. Đây mầm nó đây, có cả chống lật đuôi sên bìa luôn. Mở máy cho anh em coi. Đây, máy của nó đây. Máy còn rất là đẹp. Yanmar 3 máy. Đây. Máy còn màu đúng màu của nó luôn. Bình nước các thứ luôn còn đầy đủ hết. Đây. Nó chạy được 751 giờ nha anh em. Kích nước của nó sẽ còn nước xanh luôn quá, còn nước luôn. Để nổ máy cho anh em coi, tại vì mình vừa quay mình vừa chạy, anh em có gì thông cảm nha. Đây, tới lui của nó đây, tới lui nè, tới vừa nè, tới nhanh nè, đây là số đi đúp lên nè. Vô cái số cao nhất để cho anh em coi. Đó. Chạy ok hết. Rồi, chạy ok hết. Xe nè. Đây, xe đây. Hầu hết đồ là ok hết các thứ. Thắng thì phát là lết. Đuôi lên xuống ok hết. Tới nè. Đây ok hết nha anh em. Nào mua hàng cứ liên hệ số điện thoại trên video, liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo nha anh em. Anh em đừng có nhắn tin, mình không có rảnh thời gian để mà trả lời tin nhắn đâu nha anh em. Chào anh em.